Chào mừng các em đã đến với bộ môn hóa học. Như vậy các em đã được hướng dẫn cách thức để có thể nhận biết được các ion bao gồm cation và anion trong dung dịch. Và hôm nay cô sẽ tiếp tục nội dung nhận biết nhưng dành cho các chất khí. Thật ra nội dung của bài học hôm nay không chứa các kiến thức mới mà nó là thống kê lại, hệ thống lại các kiến thức vô cơ các em đã được học từ lớp 10, 11 và 12. Có nghĩa là rất có thể có một số kiến thức các em đã quên. Do đó, cô yêu cầu các em theo dõi, chăm chú, kỹ lưỡng, ghi chép bài tập đầy đủ để có thể hoàn thành tốt yêu cầu của tiết học này. Để nhận biết các chất khí thì các em cần nắm được nguyên tắc khá đơn giản như sau. Ta có thể dựa vào tính chất vật lý hoặc là tính chất hóa học để nhận biết chúng. Về tính chất vật lý, có thể dựa vào màu sắc hoặc là mùi đặc trưng của chất khí đó. Nếu dựa vào tính chất hóa học thì ta sẽ sử dụng các cái phản ứng đặc trưng, tức là các phản ứng có kèm theo hiện tượng rõ ràng, ví dụ như là thay đổi về màu sắc hoặc là trạng thái các chất trước và sau phản ứng. Và sau đây cô sẽ giới thiệu cách thức để nhận biết được một số chất khí các em thường gặp. Đó là khí sunfur hay còn gọi là khí lưu huỳnh dioxide hay là khí carbonic, ammoniac và hydrosulfur. Mùi của các chất khí này thì có lẽ đây là thông tin khá quen thuộc, cô hy vọng là các em vẫn còn nhớ. Mùi H cho khí sunfur, khí CO2 là khí không mùi, ammoniac có mùi khai và hydrosulfur là chất khí có mùi trứng thối. Thuốc thử để có thể nhận biết được khí sunfur thì người ta dùng nước brom với phương trình như sau. Các em biết là nước brom có màu vàng nâu. Hai axit sinh ra trong phản ứng này là axit sulfuric và axit bromhydric đều là những axit không màu. Do đó phản ứng này xảy ra sẽ kèm theo hiện tượng mất màu hoặc nhạt màu nước brom. Với khí carbonic thì đã rất là quen thuộc. Các em có thể sử dụng dung dịch kiềm canxi hydroxit hoặc là bari hydroxit dư để nhận biết với hiện tượng là tạo kết tủa trắng như là canxi carbonat hoặc là bari carbonat cục vậy. Khí ammoniac thì có thể được nhận biết một cách khá đơn giản là dùng giấy quy ẩm với hiện tượng là giấy quy sẽ chuyển sang màu xanh, bởi vì khí này khi kết hợp với nước thì có thể tạo ra dung dịch có tính bazơ. Cuối cùng là khí hydrosulfur thì ta có thể sử dụng muối chì 2 hoặc muối đồng 2 để tạo ra kết tủa tương ứng là chì sunfua hoặc là đồng sunfua đều có màu đen. Và phương trình ion cô biết như đang hiển thị trên màn hình. Và nội dung tiếp theo, cô sẽ đưa ra một số bài tập để các em vận dụng kiến thức các em đã vừa mới được nghe. Bài tập thứ nhất, bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 6 chất khí đựng trong 6 lò riêng biệt. Với dạng bài tập như thế này thì có thể là mỗi em sẽ chọn cho mình một nhóm hóa chất khác nhau. Cũng có thể sử dụng các hóa chất đó với thứ tự khác nhau. Đúng không nào? Theo cô thì cái hóa chất, tức là cái thuộc thử mà ta sử dụng đầu tiên thì nó khá là quan trọng, bởi nó quyết định là ở các bước nhận biết tiếp theo nó có ngắn gọn, có hiệu quả hay không. Vậy theo em, với các hóa chất này thì hóa chất đầu tiên được sử dụng nên là thuộc thử gì? Ở đây cô chọn là quy tím ập. Bởi khi dùng quy tím ập thì ta sẽ nhận ngay ra khí clo với hiện tượng rất đặc trưng là mất màu và khí ammoniac với hiện tượng là hóa sắt. Nhóm lam quy tím hóa đỏ đó là khí sunfur, khí carbonic. Nhóm còn lại không làm quy đổi màu đó là nitơ và hydro. Ở nhóm lam quy hóa đỏ, kém biết là để có thể nhận ra CO2 khí carbonic thì ta thường dùng dung dịch kiềm canxi hydroxit hoặc là bari hydroxit như các em vừa được học. Tuy nhiên trong trường hợp này với sự có mặt của khí sunfur, ta không thể dùng hai dung dịch kiềm đó bởi khí sunfur này cũng tạo hiện tượng kết tủa trắng với canxi hydroxit và bari hydroxit tương tự như khí carbonic.
Do vậy, ở đây ta nên dùng thuốc thử thích hợp là nước rôm. Với hiện tượng là nếu làm mất màu nước rôm thì đó là khí sulfuric, và không đổi màu nước rôm đó là khí carbonic. Với nhóm còn lại, các em chọn hóa chất là gì để có thể nhận biết được hai chất khí này? Nitơ là chất khí rất khó nhận biết, đúng không nào? Bởi vì nó khá trơ ở bình thường. Do đó ở đây cô sẽ chọn cách là nhận biết khí hydro bằng một đồng oxit. Phản ứng này sẽ xảy ra giữa khí hydro với oxit đồng và tạo ra đồng kim loại. Do đó sẽ có hiện tượng là oxit đồng là từ chất rắn màu đen chuyển sang chất rắn màu đỏ do có đồng được sinh ra. Như vậy ta nhận biết được khí hydro và khí còn lại là khí nitơ. Được chưa nào? Như vậy ta đã xong câu thứ nhất. Ở câu thứ hai, mời các em đọc đề. Người ta có thể dùng ba thuốc thử, đó là quy tím ẩm, que đóm, dung dịch muối ít, chưa rõ là muối gì, để có thể phân biệt được bốn chất khí. Và mỗi chất khí sẽ có các hiện tượng người ta đưa ra như trong đề. Và hãy tìm đâu là kết luận sai. Như vậy để tìm ra được phát biểu sai trong bốn phát biểu đã có trên bảng thì các em phải xác định cho được các chất khí được đánh số 1, 2, 3 tương ứng là chất khí nào. Nào, ta bắt đầu đọc đề. Khí thứ nhất làm que đóm bùng cháy. Câu này rất dễ đúng không nào? Ta biết ngay đấy chính là khí oxy. Khí mà làm mất màu dễ quy ẩm trong trường hợp này chỉ có thể là khí clo, tương tự như ở bài tập số 1. Khí thứ ba làm giấy có tổng dung dịch muối ít chuyển thành màu đen thì trong trường hợp này chỉ có thể là khí hydro sulfur. Và như vậy từ đây ta cũng có thể biết luôn muối ít là muối chứa ion chi 2 cộng hoặc là ion đồng 2 cộng. Và cuối cùng khí còn lại là khí nitơ. Đây là kết quả suy luận của chúng ta khi đọc dự kiện của đề. Và bây giờ ta ráp cái kết luận này với các phát biểu của đề để tìm xem đâu là kết luận sai. Nhìn toàn đề thì ta thấy là muối ít trong các phát biểu đều là muối đồng 2 hoặc muối chi 2. Như vậy người ta chọn muối đúng ở các phát biểu. Ở câu A, khí 1 là khí oxy, đúng. Câu thứ 2, khí số 2 là khí clo, đúng. Ở câu C cũng là một phát biểu đúng, một là oxy, còn lại khí thứ 4 là khí nitơ. Như vậy câu D là câu sai bởi người ta chọn 3 là khí clo. Cho nên D là kết luận sai. Đây là một bài tập khá là dễ dàng đúng không nào? Chuyển sang bài tập thứ 3. Thực tế thì một bài tập nhận biết nói chung và bài tập nhận biết về chất khí nói riêng trong một cái đề kiểm tra hay trong một đề thi thường là không nhiều và ở mức độ không khó. Do đó là hai bài tập vừa rồi hy vọng các em đã nắm được cách thức để nhận biết chất khí. Tuy nhiên, các bài tập liên quan về chất khí lại thường xuyên được sử dụng trong các đề thi bởi nó như là các bài tập hệ thống lại các kiến thức vô cơ của các em đã được học. Do đó, các bài tập ở phần sau đây cô đưa ra sẽ là nội dung liên quan đến chất khí, mang tính chất là hệ thống lại các kiến thức vô cơ có liên quan đến các chất khí. Bài tập thứ 3 chính là bài tập trong sách giáo khoa. Nếu chỉ dùng axit sulfuric loãng nhỏ trực tiếp vào dãy các chất mà đề cho thì ta có thể nhận biết được dung dịch nào. Nhìn vào các muối trong dãy chất này thì ta nhận thấy có 4 muối là muối của axit yếu hơn axit sulfuric
Tức là bộ muối này sẽ có khả năng xảy ra phản ứng với dung dịch axit sulfuric loãng. Và cô lặp lại thành bản hiện tượng như sau. Khi cho vào axit sulfuric loãng thì muối natri sunfua sẽ tạo khí có mùi trừng thối. Muối natri carbonate sẽ tạo khí không mùi. Muối sunfit của natri thì tạo khí có mùi hắc. Và natri phốt phát tuy có xảy ra phản ứng nhưng không có hiện tượng, bởi nó không tạo chất kết tủa hay chất bay hơi, mà chỉ đơn giản xảy ra được là do tạo chất điện lý yếu. Do vậy, quay lại cái bài tập thì ta thấy là trong bốn chất tác dụng được với axit sulfuric thì chỉ có ba chất tạo được hiện tượng rõ ràng khi cho axit sulfuric loãng vào. Do đó, ta chỉ có thể nhận biết được ba chất này mà thôi. Cho nên đáp án chọn là câu A. Chuyển sang bài tập tiếp theo. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất khí? Kém đọc bốn đáp án. Cô hy vọng đây đều là các cái phản ứng khá là quen thuộc với các em. Nào, ta bắt đầu. Ở câu A, cho kim loại bari vào dung dịch muối đồng 2 sunfat thì khí tạo ra sẽ là khí hydro. Đây là khí được tạo ra do phản ứng giữa bari với nước. Sau đó xảy ra tiếp cái phản ứng trao đổi giữa bari hydroxit với muối đồng 2 sunfat. Ở câu B, nhiệt phân muối kali manganat thì sẽ tạo ra khí oxy. Đây chính là phản ứng ta có thể dùng để điều chế oxy ở trong phòng thí nghiệm. Câu C, sục khí hydro sunfua vào muối đồng 2 sunfat dư thì sẽ tạo ra kết tủa đồng sunfua màu đen như các em đã được học ở phần lý thuyết. Và cuối cùng, axit sulfuric vào muối natri carbonate thì sẽ giải phóng ra khí carbonic. Như vậy, đáp án ta chọn ở đây là câu C. Câu C xảy ra phản ứng tạo chất kết tủa chứ không tạo chất khí. Bài tập số 5. Các em đọc các thí nghiệm. Và người ta hỏi là trong số 4 thí nghiệm này thì có bao nhiêu thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử? Khi sục khí hydrochlorua vào dung dịch muối sắt 2 nitrat thì sẽ tạo môi trường axit. Và các em biết là ion nitrat trong môi trường axit thì có tính oxy hóa. Ion sắt 2 lại có tính khử, do đó phương trình phản ứng xảy ra như sau. Sắt 2 trong môi trường axit thì sẽ chuyển thành sắt 3 với sự có mặt của ion NO3 trừ và tạo ra sản phẩm khử của nitơ là khí NO. Tương tự như vậy, sang thí nghiệm 2, khi ta sục khí sunfuro vào dung dịch tím thì cũng tạo ra môi trường axit. Trong môi trường axit thì mangan từ dương 7 sẽ trở thành mangan dương 2. Bản thân lưu huỳnh trong khí sunfuro sẽ từ dương 4 thành dương 6 trong các sản phẩm còn lại. Thí nghiệm thứ 3, khí hydro sunfua khi cho vào dung dịch kiềm dư thì sẽ tạo ra muối trung hòa là muối natri sunfua. Và cuối cùng, khí carbonic dư cho vào dung dịch muối natri aluminat thì đây chính là phản ứng tái tạo lại kết tủa nhôm hydroxit. Như vậy, trong các phản ứng này thì kém nhận ra rằng có hai thí nghiệm tương ứng với hai phản ứng xảy ra sự thay đổi số oxy hóa, đó là phản ứng ở thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 với sự thay đổi số oxy hóa cô đang hiển thị trên màn hình. Và như vậy ta có hai thí nghiệm xảy ra phản ứng xóa khử, chọn đáp án là B. Được chưa nào? Sang câu hỏi tiếp theo. Cho các phản ứng, và trong số các phản ứng này có bao nhiêu phản ứng có thể sinh ra các sản phẩm khí? Ở thí nghiệm 1,
kém thấy là lại xuất hiện ion nitrat trong môi trường axit được tạo ra bởi muối kali hydro sunfat. Do đó, lúc này sẽ xảy ra phản ứng giữa oxy sắt tư với ion nitrat trong môi trường axit và sắt tư sẽ chuyển thành sắt bá và tạo sản phẩm khử là NO. Ở thí nghiệm thứ hai, axit sulfuric đặc có tính oxy hóa, muối sắt 2 có tính khử. Do đó, ở đây lại tiếp tục xảy ra một phản ứng oxy hóa khử và sản phẩm khử lúc này là khí SO2. Ở phản thứ 3, sinh ra khí là hydro. Phản thứ 4 là sinh ra khí carbonic. Và cuối cùng, phản thứ 5 sẽ sinh ra khí CO2. Vậy cả 5 thí nghiệm đều tạo ra sản phẩm khí, do đó đáp án là D. Câu số 7. Đây là một câu hỏi đòi hỏi về tính hệ thống cao, cho nên cô yêu cầu các em chú ý lắng nghe. Người ta cho một dãy gồm các chất và yêu cầu nếu trộn các chất trên từng đôi một thì có bao nhiêu cặp chất có thể tạo ra khí sunfura. Mời các em đọc kỹ đề một lần nữa. Với cái câu hỏi mang tính tổng quát như thế này, người ta không hỏi cặp chất nào xảy ra phản ứng, mà người ta cho các chất phản ứng nhau từng đôi một, và chất nào phản ứng được với nhau là các em phải tự quyết định, tự chọn ra cặp chất đó. Do đó, trong dàn bài tập này, các em phải tiến hành theo một quy luật, theo một trật tự logic thật là rõ ràng, thì cái việc kết quả mà mình thu được vừa chính xác, không thừa và cũng không thiếu, không bị trùng lặp lại. Và cô xin giới thiệu cách làm cho cái bài tập này là như sau. Ta có thể xét khả năng phản ứng của đồng là chất đầu tiên của dãy với 7 chất còn lại trong dãy. Xem chất nào có khả năng phản ứng được với đồng mà sinh ra khí SO2 hay không. Em chọn được chất nào không? Đó chính là axit sulfuric đặc. Với phương trình phản ứng là như sau. Khí SO2 sinh ra. Lưu ý là do đồng là kim loại có tính khử yếu, cho nên axit trong trường hợp này các em phải sử dụng ở dạng đặc nóng thì phản ứng mới xảy ra đủ nhanh. Tương tự như vậy, ta sẽ cho chất thứ hai là carbon. Với 6 chất còn lại trong dãy, carbon có thể phản ứng được với chất nào để sinh ra khí sulfura? Chỉ có thể là axit sulfuric đặc với phương trình phản ứng. Carbon đặc dụng với axit đặc sẽ tạo ra khí sulfura và cả khí carbonic nữa. Và tương tự như vậy, ta xét với lưu huỳnh. Đến lúc này thì các em đã hiểu được cái cách thức cô xét các cặp chất chưa nào? Hy vọng các em đã biết cách rồi đúng không nào? Lưu huỳnh là chất thứ 3 ta xét, và xét khả năng phản ứng của lưu huỳnh với 5 chất còn lại trong dãy thì nhận ra là phản ứng giữa lưu huỳnh với oxy tạo ra được khí sulfura. Ngoài ra, lưu huỳnh còn phản được với axit sulfuric đặc cũng có thể tạo ra khí sulfura. Chuyển sang chất thứ tư là natri sulfit. Các em hãy chọn chất cho mình nào. Natri sulfit thì chỉ có thể giải phóng khí sulfura khi tác dụng với axit sulfuric mà thôi. Với phương trình tương ứng. Với pyrit sắt có bạn nào còn nhớ phản ứng tạo ra khí sulfura từ pyrit sắt hay không? Đó chính là phản ứng với oxy.
Ngoài oxy thì pi rì sắt còn có khả năng tác dụng với axit sulfuric đặc. Và ta chuyển sang chất tiếp theo là sắt hai sunfat. Sắt hai sunfat có tính khử cho nên sẽ tác dụng được với axit sulfuric đặc có tính oxy hóa, cũng sẽ giải phóng khí sulfur. Sang chất tiếp theo là oxy. Nhìn xem liệu oxy có tạo được với axit sulfuric đặc khí sulfur hay không thì ta biết là hoàn toàn không. Như vậy giải chất ta xét thì đây là đã hoàn tất, mà chắc chắn rằng không, ta không bỏ lỡ bất kỳ cặp chất nào, cũng không có bất kỳ cặp chất nào được xét chung lại. Em hiểu cái quy luật của cô đã xét cặp chất chưa nào? Và như vậy là ta có 8 phản ứng sinh ra khí sulfur. Do đó đáp án là câu C. Thì có thể thấy là cái bài tập này mang tính vận dụng và tổng hợp kiến thức khá cao. Do đó cô nhắc lại các em hãy nắm vững cách thức xét các cặp chất để không bị trùng lại và không bị sót các chất khi ta xét. Bài tập số 8. Hòa tan hoàn toàn một lượng bari vào dung dịch chứa amon axit chloric, thu được dung dịch ít và amon khí hydro. Nếu cho dung dịch ít tác dụng lần lượt với giải chất mà đề cho thì hỏi có bao nhiêu chất tạo được sản phẩm khí với dung dịch ít. Em thấy được chưa nào? Vậy trong bài tập này có vẻ như là một bài tập định lượng, bởi vì có liên quan đến amon axit chloric và amon hydro. Từ tỷ lệ mol của axit với hydro, các em có nhận xét gì không? Nếu số mol axit là A thì số mol của hydro thu được tối đa từ axit này là bao nhiêu? Phản ứng xảy ra trong bài này khi cho bari tác dụng với axit chloric giải phóng khí hydro. Nếu axit có amon thì lượng khí hydro thu được chỉ tối đa là 0,5A. Tuy nhiên, lượng khí hydro thu được theo đề lại là amon, tức là phải có một cái phản ứng khác ngoài phản ứng đang có trên bảng cũng tạo ra khí hydro. Vậy trong trường hợp này chỉ có thể là trường hợp bari dư tiếp tục tác dụng với nước để giải phóng một lượng hydro nữa là 0,5A. Vậy điều này có liên quan đến dung dịch ít, bởi từ đây ta biết rằng dung dịch ít ta đã xác định được sẽ chứa hai chất tan là bari clorua và bari hydroxit. Như vậy cái phần định lượng của cái bài toán này giúp ta biết được thành phần định tĩnh của dung dịch ít, thì sau đó mới có thể xét được dung dịch ít có khả năng phản ứng được với giải chất mà đề đã yêu cầu hay không. Được chưa nào? Như vậy với dung dịch ít tương ứng với hai chất tan là bari clorua và bari hydroxit thì có thể được viết lại dưới dạng ion, và dung dịch ít có thể được xem là chứa ba ion: ion bari, ion hydroxit và ion clorua. Khi xét dung dịch ít với các chất có trong dạy thì ta xem thử chất nào có khả năng tạo ra sản phẩm khí với dung dịch ít. Ta lần lượt xét các chất. Thì ở đây trong toàn bộ phần còn lại cô sẽ viết phương trình dưới dạng phương trình ion chứ không viết phương trình phân tử. Muối natri carbonat sẽ xảy ra tương tác với dung dịch ít với phương trình phản ứng cô đang hiển thị. Ion bari tương tác với ion carbonat để tạo ra kết tủa bari carbonat màu trắng, tức là không tạo ra chất khí. Với nhôm thì các em biết là nhôm có khả năng tương tác với dung dịch kiềm để giải phóng ra khí hydro. Lưu ý, nhôm tương tác với dung dịch kiềm chứ không tương tác trực tiếp với kiềm
Cho nên các em lưu ý là ở đây nhôm không có tính nữ tính. Với muối nhôm clorua thì xảy ra tương tác giữa ion nhôm với ion hydroxit để tạo kết tủa nhôm hydroxit. Với tính lượng tính của nó thì hydroxit này có thể bị tan lại nếu kiềm dư. Phản này cũng không kèm theo sản phẩm khí. Tiếp theo là muối amoni clorua. Muối này sẽ tạo ra khí ammonia. Đây cũng chính là cách thức để ta có thể nhận biết được muối amoni trong dung dịch. Tiếp theo là natri hydrocarbonat. Xảy ra tương tác giữa các ion hydrocarbonat tương tác với ion hydroxit để chuyển thành ion carbonat. Sau đó ion này kết tủa với ion bari và tạo ra bari carbonat. Phản này không kèm theo chất khí. Như vậy, trong các chất mà đề cho, ngoài magie hoàn toàn không có khả năng phản ứng, thì các chất còn lại dù có phản ứng thì chỉ có hai trường hợp tạo ra được chất khí mà thôi, đó là nhôm và amoni clorua. Do vậy, đáp án của câu hỏi này là C. Các bài tập cô đưa ra hy vọng là đã giúp các em vừa củng cố vừa hệ thống lại các kiến thức vô cơ cũng như nắm được cách thức nhận biết các chất khí. Rất cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.